Sau đây là video hướng dẫn chia sẻ option là 1.300 nha. Tiếng đồng hồ của mình. Thật cẩn trọng cho nó. Rồi giờ chọn bắt tư ạch khi mà. À, giờ chọn qua tay mắt qua tay. Kiểm tra nó bao nhiêu phần trăm. Đó, giờ là chúng ta đã reset phần trăm. Muốn reset thì chúng ta bấm cái này. À, giờ là nó đã reset sau sần bằng. Rồi tắt cái máy in mở lại là được nha. Nó reset cái sần bằng 3 rất là đơn giản nhau. Mọi người muốn mua khai phần mềm liên hệ số điện thoại bên dưới. Bên đó người ta sẽ cung cấp cho mình. Này thì mua bên biển 250 nè.